Rồi nó đang xuất hiện rồi. Hoàn toàn thì có thể là nó vận động yếu, nó có thể sức cơ 0 trên 5, 1 trên 5 hoặc là 2 trên 5. Nó vẫn có thể cử động nhưng mà nó không có cử động cách bình thường. Nó liệt chứ không phải là chỉ là teo kiệt. Teo kiệt có thể là nó nhão cơ, nó teo cơ nhưng mà vận động bình thường. Thành ra cái câu trả lời này nó chưa có chính xác lắm. Còn về là bệnh phát sinh ở chi dưới nên có tên gọi khác là ni tích, thì không phải là bệnh chỉ phát sinh ở chi dưới mà là thường thôi. Bệnh thường phát sinh ở chi dưới, cho nó có thể là phát sinh cả tứ chi, nó có thể phát sinh cả tứ chi. Nhưng mà nếu mà nó phát sinh ở một chi trên là một chi dưới thì lại khác, nó lại rơi vô cái phạm vi của bài bài khác, rơi phạm vi của bài trúng phong, di chứng trúng phong, bán thân bất tội. Còn ở đây chúng ta tính là tứ chi hoặc là thường gặp nhất là hai chi dưới. Cái tích, tích có nghĩa là chỉ cái vùng phía dưới, vùng cột sống phía dưới. Và bệnh cảnh lâm sàng giống như của y học hiện đại, giống như em kể, có thể là các bệnh liên quan tới liệt thần kinh, xin lỗi, các bệnh liên quan tới viêm, viêm phần thần kinh, hay là loạn dưỡng cơ hay nhược cơ, hay là một số bệnh liên quan tới vấn đề thiếu kali, nó làm cho nhược cơ. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái tình trạng hay gặp trên lâm sàng hiện nay, đó là những cái trường hợp chấn thương tủy. Chấn thương tủy, nếu mà nó chấn thương tủy thấp thì nó liệt hai chi dưới, nhưng mà chấn thương tủy cao thì nó có thể liệt liệt tứ chi. Tuy nhiên, mặc dù là đối với di chứng sau chấn thương tủy, di chứng sau chấn thương tủy nó sẽ được đưa vào phạm vi di chứng đến bệnh viện chúng ta điều trị. Tuy nhiên nguyên nhân của nó là lại là do nguyên nhân là ngoại ngoại thương, nó do tổn thương bên ngoài, vì vậy mà nó không có phù hợp với bài của chúng ta lắm. Nguyên nhân hồi nãy thì bạn cũng kể rồi, chúng ta không có kể nhiều đến vấn đề chấn thương. Thành ra cái cách điều trị nó sẽ hơi khác tí xíu, chúng ta không thể dùng cái nguyên nhân hoặc là để trong cái bài này để luận cho những trường hợp sau chấn thương tủy ở trên lâm sàng, mà cái cách biện luận nó sẽ có cách riêng của nó. Thì nào khi nào đến lâm sàng thì chúng ta sẽ bàn luận nhiều thêm. Thì cũng xin nói lại là chấn thương tủy mà giai đoạn di chứng nó để lại liệt thì chúng ta sẽ xếp vô đi chứng. Còn nhưng mà nếu mà nó vừa mới bị chấn thương, nó té ngã, nó chấn thương tủy thì nó không nằm ở cái di chứng nội khoa của chúng ta, mà nó sẽ nằm ở phần tây y, nó nằm ở các bệnh viện tây y, người ta cần phải cấp cứu, cầm máu, phải ổn định vết thương, cái đó mới là cái chính. Lúc đó người ta sẽ thường không chẩn đoán di chứng mà người ta chẩn đoán là cái bệnh gì đó mà thuộc về bên ngoại học cổ truyền, thì có thể hỏi thêm thầy Hoàng chuyên về về ngoại y học cổ truyền. Thì có thể tất cả gọi chung là sang thương, không thuộc nhóm bệnh về sang thương. Còn cụ thể thì có tên gọi gì không thì sẽ hỏi học thêm phần ngoại với thầy Hoàng. Còn nếu mà đến cái giai đoạn mà nó di chứng rồi, nó đã ổn định vết thương thì đó chúng ta mới gọi là di chứng. Thì cũng xin cung cấp thêm một chút thông tin như thế. Câu này chúng ta cho nhóm 2:30. Đây là bài thứ ba. Năm 2:30. Rồi. Chưa 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 Hãy giải thích lý luận của câu ngũ tạng
do phế nhiệt diệt tiêu, phát vi ni tích. Cho biết tại sao phế nhiệt tân thương tân dịch không phân bố được gây ra ni chứng. Câu này mời y học cổ truyền 32 Câu 3 thôi. em có trình bày không? Dạ. Dạ. Em Dạ không thầy ơi, không có dạ trình không bày thầy. đúng không? Không trình bày thì Dạ. thầy sẽ vẫn giữ quyền trình bày. Rồi mời em trả lời. Dạ thầy là Ngũ Tạng do phế nhiệt dịch tiêu phát vi ni tích là vì cảm thụ ôn nhiệt, độc tà, sốt cao không lui hoặc sau khi bị bệnh dư tà không hết, sốt nhẹ không dứt, nhiệt nung đốt làm cho tân dịch bị thương tổn, gây ra phế nhiệt dịch tiêu. Lá phế nó bị khô héo, nó không thể phân bố đưa tân dịch đi nuôi dưỡng ngũ tạng, tứ chi cân mạch, dẫn đến ni chứng. Thầy là phế nhiệt tân thương tân dịch không phân bố được gây ni chứng là vì ngũ tạng do phế nhiệt dịch tiêu phát vi ni tích, có nghĩa là phế nhiệt làm tổn thương tân dịch, lá phổi bị khô héo làm cho ngũ tạng bị thất nhu, cân mạch thất dưỡng sinh ra ni tích. Dạ thầy em xin hết ạ. Chúng ta xem coi cái lý luận của câu này như thế nào. Thì bạn trả lời cũng đúng, nó nhưng mà nó không có cái điểm nhấn lắm, thì cũng xin giải thích lại cho các bạn rõ như thế này. Đầu tiên hiểu cái từ ngũ tạng do phế nhiệt dịch tiêu phát vi ni tích là gì. Ngũ tạng ngũ tạng tức là chỉ năm tạng phủ của cơ thể. Do tức là lý do, phế nhiệt có nghĩa là tạng phế nó đang bị nhiệt tà, nó gây tổn thương. Diệp là lá, tiêu là cháy héo, cháy héo. Phế nhiệt diệp tiêu có nghĩa là cái lá phổi nó bị nhiệt tà, nó thiêu đốt đến cháy héo. Phát là phát ra bệnh, vi là thành, ni tích chính là cái bệnh ni chứng. Thế thì cái câu này là ngũ tạng do phế nhiệt diệt tiêu phát vi ni tích, có nghĩa là khi mà ngũ tạng mà nó nằm ở trong một cái tình trạng, ngũ tạng nằm trong tình trạng mà tạng phế nó bị tổn thương, nó bị thiêu đốt, nó bị thiêu đốt thì sẽ phát ra bệnh ni chứng. Và có nghĩa là khi mà lá phổi nó bị thiêu đốt thì nó sẽ không có phân bố được tân dịch đi vô nuôi ngũ tạng, đúng không? Nó không phân bố được tân dịch để đi nuôi ngũ tạng. Thì ngũ tạng là một một cách nói chung, nhưng mà cụ thể chính là ở tại cơ nhục. Ngũ tạng là một cách nói chung, còn cụ thể bệnh của chúng ta là tại cơ nhục, là cơ nhục nó sẽ bị teo liệt, thì đó chính là định nghĩa của ni chứng. Còn lý do tại sao ngũ tạng mà lại dẫn đến cơ nhục bị teo thì cái này là lý do bởi vì là tỳ, tỳ thì nó chủ về cơ nhục, can thì chủ về cân cơ, tỳ nó sẽ đưa tân dịch khí huyết ra nuôi dưỡng cơ nhục của tứ chi, rồi can thì nó sẽ đưa huyết dịch, tân dịch ra nuôi dưỡng cân cơ. Vì vậy khi mà tạng phế nó không phân bố tân dịch do ngũ tạng thì trong đó là tạng tỳ và tạng can, hai tạng đó là bị ảnh hưởng trực tiếp, nó không đưa được tân dịch phân bố để nuôi dưỡng cân cơ, tứ chi cơ nhục. Vì vậy mà sẽ phát ra cái tình trạng là teo liệt yếu cơ, teo liệt yếu cơ được gọi là ni tích. Ngoài ra các tạng phủ khác như thận tâm thì nó cũng có mối liên hệ mật thiết giữa ngũ tạng với nhau, thì nó cũng góp phần ảnh hưởng không? Trực tiếp là tại tỳ can, nhưng mà các tạng phủ khác nếu mà nó bị tổn thương thì thông qua cái mối liên hệ giữa chúng với nhau thì nó cũng sẽ làm nặng thêm tình trạng của tỳ và can. Và chúng ta biết là phế là cái tạng phủ mà nơi đó là nó triều bách mạch, đúng không? Chức năng triều bách mạch. Đó, tất cả các máu nó sẽ đổ về, nó theo hệ thống mạch máu nó đổ về
huyết là thuộc phần âm, cho nên khi nó mang máu đổ về phế thì nó mang phần âm đổ về đó. Rồi phế nó lại phải co bóp để thực hiện chức năng là tư hô hấp, điều khiển hít thở, cho nên lá phổi nó phải được ẩm ướt, nó ẩm ướt nó phải, nó mới trơn và nó co bóp nó mới tốt. Thành ra nó yêu cầu cái chỗ phế, cái phần âm, phần âm, phần huyết nó phải thịnh, nó nhiều thì nó mới hoạt động tốt chức năng. Mà nay nó hoạt động tốt chức năng mà nó còn một cái chức năng là phân bố nữa, phân bố phế nó còn cái chức năng phân bố, nó phân bố tuyên tán vệ khí, rồi nó phân bố thủy dịch. Chúng ta có phế chủ thông điều thủy đạo, có chức năng là phế chủ thông điều thủy đạo, có nghĩa là nó sẽ điều khiển phân bố thủy dịch lên đầu mặt, ra tay chân, rồi lên trên xuống dưới. Nó thông qua cái chức năng là co bóp, gọi Hán Việt gọi là tuyên gián, tuyên phát và túc gián, gọi tắt là tuyên gián. Tuyên phát để đẩy lên đẩy ra, túc gián để đẩy xuống, đẩy sâu vào trong. Thông qua cái cử động đó mà nó sẽ phân bố được cái tân dịch ra được toàn thân. Thì nay thì nó bị thiêu cháy bởi nhiệt tà, tân dịch bị tổn thương, chức năng bị tổn thương, cho nên nó dẫn đến là không thực hiện tốt được chức năng là phân bố tân dịch. Vì vậy tất cả ngũ tạng, các tạng phủ còn lại nó sẽ bị thiếu nuôi dưỡng bởi tân dịch. Thì đó là lý do tại sao mà khi mà phế nhiệt tân thương, phế nhiệt tân thương ý muốn nói là nhiệt tà đã xâm hại phế và nó làm tổn thương tân dịch ở phế, thì khiến cho là tân dịch không phân bố được. Bởi vì phế nó không thực hiện được chức năng là phân bố tân dịch, vì vậy tân dịch nó không phân bố được, dẫn đến là can và tỳ không nuôi dưỡng được cân cơ và tứ chi cơ nhục, và dẫn đến là teo liệt, hình thành nên bệnh di chứng. Cái đó là cái cơ chế mà tại sao mà phế nhiệt tân thương sẽ dẫn đến di chứng. Chúng ta nói đến câu kế tiếp, cho biết tại sao tỳ vị khuy hư, tinh vi không phân bố được lại gây ra di chứng. Câu này mời y học cổ truyền 42. Dạ nhóm em xin trả lời câu 4 là cho biết tại sao hấp nhiệt tẩm dâm khí huyết bất vận gây ni chứng. Câu 5 là do... Câu 5 cho biết tại sao tỳ vị khuy hư, tinh vi không phân bố được gây ni chứng. Dạ là tại vì tỳ vị là hậu thiên chi bản, có chức năng chủ vận hóa, tức là đem thể cấp là đồ ăn thành tinh vi và đem tinh vi này phân bố khắp toàn thân. Thể cấp tinh vi nó lại là nguồn sinh ra khí huyết và tân dịch. Vì vậy nếu mà tỳ vị bị khuy hư, không thể vận hóa tinh vi mà không phân bố ra được toàn thân thì khí huyết tân dịch cũng sẽ bị thiếu hụt, không thể nuôi dưỡng được cơ nhục, làm cơ nhục teo liệt mà gây lên di chứng. Dạ hết ạ. Câu trả lời chính xác. Nó được nuôi dưỡng bởi huyết và tân dịch, nó được nuôi dưỡng bởi phần âm. Thành ra bạn đã đi vào đúng cái chỗ điểm chính. Bạn đi một vòng cuối cùng bạn cũng quay về, chính là tân dịch thiếu hụt không nuôi dưỡng cơ nhục. Bạn nhắm vào cái cơ nhục, cơ nhục không được nuôi dưỡng bởi tân dịch, bởi khí huyết, từ đó mới dẫn đến teo liệt. Còn cái khúc trên thì ok, muốn nhấn mạnh chỗ đó. Cho nên là dù là nguyên nhân gì đi nữa, chúng ta phải nắm chắc cái vấn đề là đi cho đến cái chỗ là cân nhục nó không được nuôi dưỡng bởi khí huyết và tân dịch, thì nó mới tạo ra được bệnh di chứng. Câu này thì cho 3 điểm cho nhóm nhóm 6. Dạ, cảm ơn thầy. Một kinh hoặc một tạng nào đó, xin nhắc lại là cho biết cái bệnh chứng của di chứng nó thường dính dáng, nó liên hệ tới nhiều tạng phủ, chứ không phải chỉ cục bộ ở một kinh hoặc một tạng nào đó là đủ để gây bệnh. Câu này thì sẽ mời y học cổ truyền 32. Dạ, thưa thầy, cho nhóm 10 tụi em trả lời ạ. Nhóm 10. Dạ, thưa thầy, là giải thích là do diễn tiến của bệnh thường xuyên chuyển biến, phế nhiệt dịch tiêu khiến cho tân dịch không được phân bổ đi nuôi dưỡng ngũ tạng. Trong thời gian lâu ngày thì sẽ xuất hiện nội nhiệt, mà khi nội nhiệt xuất hiện thì thận thủy sẽ suy,
thì thủy sẽ không thể chế ngự được hỏa, hỏa sẽ luyện phế kim dẫn đến phế nhiệt, tâm dịch, tổn thương. Tỳ hư và thấp nhiệt thì sẽ là nhân quả, thấp nhiệt cũng có thể đi xuống đến thận gây tổn thương thận âm, can tàng thang, chủ cân, thận tàng tinh chủ phốt tủy, dịch được sinh ra ở vị và được phân bổ ở phế. Do đó bệnh chứng của bệnh thường can thiệp tới các tạng như can, thận, phế, vị mà không hạn chế của, ở cục bộ một kinh hoặc là một tạng nào đó. Dạ em xin hết ạ. Em trả lời nó hơi liên quan tới cơ chế nhiều hơn. Em để chú ý kỹ lại, trả lời cho nó xúc tích lại. Là người ta nói là tại sao nó lại liên quan đến nhiều tạng phủ mà không chỉ cục bộ một kinh hoặc một tạng. Em hãy nhấn mạnh lại cái ý đó. Dạ. Can tàng tiết chủ cân, thận tàng tinh chủ cốt tủy mà dịch được sinh ra ở vị và được phân bố ở phế. Nên do đó là bệnh chứng của bệnh là thường can thiệp tới các tạng can, thận, phế, vị, chứ không có hạn chế cục bộ một kinh hoặc một tạng nào. Dạ thưa thầy hết ạ. Đúng rồi, mình trả lời tập trung vào vấn đề tí xíu, chúng ta đừng có trả lời nó lan man quá. Biết ở trong này nó có chế bệnh có thể là tạm thời thì không tìm, nhưng mà cái ý em trả lời rất là đúng. Có nghĩa là gì? Chúng ta đã biết cái bệnh này nó liên quan chủ yếu đó là tân dịch, khí huyết. Khí huyết và tân dịch nó không nuôi dưỡng, mà khí huyết và tân dịch nó đâu có nằm ở đơn thuần một kinh hay một tạng được. Giống như em kể không, tỳ vị thì nó có nhiệm vụ sinh ra khí huyết, cho nên tỳ vị mà có vấn đề khí huyết không được sinh ra, tân dịch cũng không được sinh ra. Rồi phế thì là nó là nơi là tàn trữ cái âm khá nhiều, là nó là cái nguồn ở phía trên để phân bố tân dịch. Cho nên tân dịch mà không đến được nuôi dưỡng, khí huyết tân dịch không đến được nuôi dưỡng cơ nhục cũng là tại phế nó không không phân bố được. Còn thận thì nó tàn tinh, mà tinh thì cũng sẽ hóa sinh được ra khí huyết tân dịch, chúng là đồng nguyên với nhau. Rồi tinh nó hóa sinh thành huyết, can thì tàn huyết. Thành ra bất kỳ một cái tạng, tâm thì chủ huyết mạch, đúng không? Nó cũng là điều khiển huyết để ra toàn thân và ra tới tứ chi cơ nhục. Thành ra chúng ta thấy là bất kỳ tạng phủ nào cũng dính dáng mật thiết với khí huyết. Về cái sự vận hành, về sự đủ thiếu của khí huyết và tân dịch, khí huyết tân dịch, sự vận hành của chúng, sự phân bố của chúng đều phải đi qua ngũ tạng hết, đi qua ngũ tạng. Đúng. Thành ra không thể cái bệnh này chúng ta khu trú là chỉ một tạng nào đó bị bệnh. Đúng. Khí huyết một khi nó hư suy là thường là nó hư suy hết tạng này, dần dần nó cũng sẽ hư suy tại các tạng khác. Bệnh nó sẽ lan ra ngũ tạng hết. Đúng. Và nó cũng không thể tập trung tại một kinh. Đúng. Khí huyết nó đi hết 12 đường kinh. Chỗ đường kinh này thiếu hụt thì thế nào sớm muộn cũng dẫn đến đường kinh kia thiếu hụt. Cái đường kinh bị bệnh, nó bị thiếu hụt, đường kinh mở ra được tay chân, nó thiếu hụt không nuôi dưỡng được tay chân, thì liệu các đường kinh ở thân thể nó có được đầy đủ hay không, nó cũng sẽ thiếu hụt. Và khi mà đường kinh ở thân thể nó bị thiếu hụt thì nó cũng sẽ dẫn đến thiếu hụt tại đường kinh ở tay chân. Như thế là cuối cùng cái bệnh này chúng ta phải nhìn với con mắt là toàn diện. Bệnh vị trí thì mặc dù nằm ở tay chân nhưng mà nó liên quan tới gần như là ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng đều tham gia cái mặt bệnh này hết, các đường kinh đều có thể bị tham gia hết. Nhóm 10, không, nhóm 10 thì cho 3 điểm. Câu số 10, hãy cho biết tí bệnh là gì, đặc điểm chung của tí bệnh và nuy bệnh. Trình bày đặc điểm phân biệt giữa hai bệnh này, tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa tí bệnh, nuy bệnh. Câu này mà y học cổ truyền 42.
bệnh chỉ hiện tượng đau nhức cơ khớp toàn thân, nguyên nhân tí bệnh. Em phóng tập. Dạ, nhóm 9 xin trả lời câu 10 ạ. À, nhóm 8 xin trả lời câu 10 ạ. Tí bệnh là bế tắc không thông, tí bệnh là chỉ hiện tượng đau nhức cơ khớp toàn thân, nguyên nhân tí bệnh là thường do ngoại tà phong hàn khắp gây ra, ni bệnh là thường do cảm ngoại tà hoặc nội thương tích tổn. Cơ chế tí bệnh là do dinh vệ tấu lý không chặt, không hàn thất thừa hư xâm nhập vào cơ thể gây ra bế tắc kinh lạc, làm cho khí huyết bất thông, ngưng trễ lâu ngày thành tí bệnh. Cơ chế của ni bệnh là do căng thẳng mà cũng có thể do phế kim táo, tỳ khẩu hư thất, hồn nhiệt ốc lâu ngày mà thành. Đặc điểm phân biệt của tí bệnh và ni bệnh thì làm cho tay chân nguy nhược, ốm yếu vô lực, vận hành khó khăn nhưng lại không đau nhức, trong khi đó tí bệnh làm cho các cơ khớp khắp toàn thân đau nhức ạ. Dạ em xin tôi trả lời nhóm 8 xin nhé. Thầy thấy em toàn là điểm phân biệt không ạ? Nếu mà đã phân biệt rõ thì người ta đâu có cần phải phân biệt. Nó phải có cái gì nó giống nhau thì mình mới phải phân biệt. Là đều do có đau mỏi đau nhất ở toàn thân ạ. Đau mỏi nhất toàn thân. Dạ đau mỏi ở cái khớp toàn thân ạ. Điểm giống nhau là mỏi các khớp toàn thân. Dạ hạn chế vận động. Hạn chế vận động. Dạ. Cũng có lý. Nhưng mà chưa phải lắm, còn một điểm giống nhau khá lớn nữa. Tức là người ta đang chẩn đoán đi bệnh. Nhưng mà chính vì cái điểm gì mà nó lớn quá, nó rất giống đi bệnh mà ở tí bệnh, mình ta phải phân biệt nó. Dạ, cơ khớp toàn thân bị đều tí bệnh và nghi bệnh đều bị mềm yếu đều gây đau cơ ạ. Đúng rồi, cái điểm lớn của nó chính là nó đều có tình trạng teo cơ. Đều có tình trạng teo cơ. Dạ, yếu liệt cổ ngồi teo cơ ạ. Đúng rồi. Yếu liệt thì nó không có yếu liệt đâu. Nó điểm giống nhau chính là cái tình trạng teo cơ, teo cơ. Khi mà nhận một bệnh nhân mà thấy cơ nó teo thì người ta sẽ hơi nghi ngờ, không biết là ni bệnh hay tí bệnh. Cái đó chính là cái điểm neo nhau chính. Còn những cái điểm phụ em kể thì không nhất thiết là phải thường gặp đâu. Chẳng hạn như thế này, em nói là cái vấn đề đau nhức hay mỏi. Ni bệnh vốn dĩ không có đau nhức mỏi. Ni bệnh nó chỉ là yếu liệt. Nó chỉ yếu liệt thôi. Yếu liệt teo cơ chứ nó không đau nhức mỏi. Một khi nó có đau nhức mỏi là tại vì nó cảm thêm ngoại tà. Nó phải cảm thêm ngoại tà, hay nói cách khác là tí bệnh trùng lên ni bệnh. Thì lúc đó là trên nền tí hành của ni chứng, người ta mắc thêm một cái triệu chứng đau nhức. Còn tí bệnh đó, vốn dĩ là không teo cơ, nó chủ yếu là đau nhức là chính. Nhưng mà khi mà đau nhức kéo dài lâu ngày thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện tình trạng teo cơ. Thì lúc đó nó dễ lầm lẫn với ni bệnh. Nhưng mà dù chưa teo cơ hay đã teo cơ, tí bệnh nó không có tình trạng yếu liệt. Sức cơ vẫn là 5/5, nó không có tình trạng yếu liệt. Cái điểm khác nhau chính là ni là yếu liệt, không đau nhức. Tí là đau nhức, không yếu liệt. Nó lại tí và ni khác nhau ở chỗ là tí là đau nhức, không yếu liệt. Ni yếu liệt, không đau nhức. Điểm giống nhau ở chỗ là nhìn vào hai chân bệnh nhân đều có teo hết, có teo cơ hết, hoặc là hai tay hai chân luôn, mình thấy nó teo cơ, cái điểm giống nhau mà chúng ta cần phải phân biệt, đúng không? Và tuy nhiên tí bệnh có thể ni bệnh có thể nó sẽ mắc thêm tí bệnh cùng lúc. Ni bệnh nó có thể mắc thêm tí bệnh cùng lúc. Còn tí bệnh thì nó không thể diễn tiến thành ni bệnh được. Tí bệnh thường nó sẽ không diễn tiến thành ni bệnh, điều đó là bất hợp lý. Mà là ni bệnh có thể mắc thêm tí bệnh cùng lúc thì được. Chứ tí bệnh không thể mắc kèm với ni bệnh. Không có ai mà đau nhức cơ xương khớp mà dẫn đến yếu liệt hết. Khi mà nó
chân nó dở không nổi là tại vì nó đau nhức nó mỏi, chứ dùng thuốc giảm đau là nó dở được hết rồi, nó dở được hết. Đúng. Mình đã sẵn mới nói đúng. À. Đối với bệnh nhân mà bản thân bất tội di chứng trung phong, nhiều bệnh nhân điều trị đã nhiều lần, sức cơ cải thiện 3/5, đột nhiên vào bệnh viện khám thấy sức cơ 2/5, thấy sức cơ giảm 2/5, rồi sau đó cứ nghĩ là bệnh tái phát hay là một cái đợt đột quỵ mới, nhưng mà thực sự là họ mắc thêm cái tí bệnh. Họ cảm thấy phong hàn thấp dẫn đến họ đau nhức, họ đau nhức họ mỏi cho nên họ dở không nổi. Mình người bình thường mình đau nhức mỏi mình cũng dở tê dở chân không nổi, nó nặng chì à. Anh ta cứ lầm tưởng là bệnh mới, nhưng mà sau đó trừ được phong hàn thấp thì họ lại quay về sức cơ 3/5 trở lại, quay về sức cơ 3/5. Thì tương tự chỗ ni bệnh cũng vậy, ni bệnh nó vẫn có thể mắc kèm với tí bệnh, nhưng ngược lại tí bệnh thì không dẫn đến ni bệnh. Và những cái điểm mà nãy giờ em phân tích theo phân biệt về nguyên nhân, về cơ chế thì cũng đúng. Câu này nhóm 42 thầy cho 2.5. À xin lỗi. Chúng ta lưu ý cái chỗ mà tí là bế tắc không thông. Lưu ý thêm tí là bế tắc không thông là nghĩa của từ tí, nhưng mà tí bệnh là chỉ hiện tượng đau nhức cơ khớp toàn thân, chưa chính xác lắm. Chúng ta nên đọc thêm cái bài tí chứng. Chúng ta biết rằng tí bệnh cái phạm vi nó lớn, nó có chia nội tí, ngoại tí, nó có tạng phủ tí, nó có quan thể chi tiết tí. Nó có phạm vi khá rộng. Chỉ có điều là sau đó người ta mới nào thôi rú lại là trong cái phạm vi bài này tôi chỉ bàn về là quan thể chi tiết tí. Quan tiết xin lỗi. Quan thể chi tiết, quan thể chi quan tiết chi thể chứ. Quan tiết chi thể tí. Quan tiết chi thể tí. Quan tiết có nghĩa là khớp, chi thể tức là tay chân và thân thể. Nó thuộc về phạm vi của ngoại tí, là nói trên đến cơ xương khớp. Chứ thực sự nó còn cái nội tí, nó có tạng phủ tí nữa. Thì phải chú ý chỗ này. Tí bệnh không chỉ đơn thuần là đau nhức cơ xương khớp. Nhóm 8. Nhóm 8 2.5. Chị Nguy xã độc thủ Dương Minh. Câu này mời học cổ truyền 32. Dạ, độc thủ Dương Minh là một là có hai nghĩa, một là bổ ích hậu thiên, là ích vị dưỡng âm, kiện tỳ ích khí. Hai là thủ Dương Minh là khứ tà nhiệt tại Dương Minh, nghĩa là tân dịch của kế có nguồn gốc tại tỳ vị. Em hãy nói nhiều hơn một chút, em câu hỏi là hãy cho biết cái lý luận của trị ni giả tốt thủ thì ký miết tân dịch sinh trung túc và giúp mà đạo thủ dẫn phá lên. Chị Ni giải độc thủ Dương Minh là theo em nghĩ là mình phải ưu tiên là bổ tỳ vị. Cái này chưa ổn lắm. Vậy giờ tỳ vị là kinh sinh ra khí vào huyết thì nó mới nuôi dưỡng được can thận, can. Em hãy dạ. Bây giờ cho em một cơ hội nữa là em nói là từ đầu. Em đừng có chút này chút nọ, chút nói dặn ra câu, chút dặn ra câu. Hỏi là giải thích cái ý nghĩa, thì cái lý luận. Dạ em xin trả lời lại. Thì là độc thủ Dương Minh. Chị Ni giả độc thủ Dương Minh là ưu tiên là bổ ích hậu thiên, là ích trị dưỡng âm, kiện tỳ ích khí là... Thủ Dương Minh đó thì là Dương Minh là gốc của ngũ tạng, chủ phân tông là kinh, ta kiếp, ta huyết, có quan hệ biểu lý với Thái Âm, cho nên là chị Ni chính thì phải lấy Dương Minh. Thì em xin hết ạ.
đi học buổi trường 42, tụi em có trả lời câu này không? Đi học buổi trường 42. Bài câu 12, giải thích lý luận của câu chuyện nghi giả đọc thủ Dương Minh. Và giả kinh Dương Minh đây là có thể nói là túc kinh, túc Dương Minh vị kinh. Và chuyện nghi cần trị ở Dương Minh là nhấn mạnh đến tác dụng của tỳ vị trong điều trị nghi chứng. Tỳ thì chủ vận hóa, vị thì chủ lưu nạp, tỳ vị mang thủy cấp sau khi ăn vào kinh hóa thành chất tinh hoa, đồng thời mượn khí của tâm thế là men chất tinh hoa thủy cấp phân bố vào thân, dưỡng chặt cho cơ phu, hoạt lợi cho quan tế các khớp, xung dưỡng cho căn mạch. Dương Minh là cái kinh nhiều khí nhiều huyết, do đó Dương Minh xung thịnh, khí huyết sẽ xung thịnh, căn mạch sẽ có được sự nuôi dưỡng, thì mới mềm mại, quan tế mới hoạt lợi, vận động linh hoạt. Chức năng của dung vị với sự vận hóa của tỳ phải gắn bó mật thiết, không thể tách rời. Nếu tỳ có bệnh không thể giúp vị vận hành tân dịch, tứ chi không thể nhận được khí thủy cốc, khí huyết bất túc thì cân mất đi sự nuôi dưỡng, lỏng lẻo không chất mà xuất hiện dấu hiệu cơ nhục quan chức nguy nhược bất dụng. Tóm lại là chị Nhi độc giả Dương Minh có hai ý nghĩa: một là bổ ích hậu thiên, ích vi dưỡng âm, kiện tỳ ích khí; hai là thủ Dương Minh là khứ tà diệt tại Dương Minh ạ. Em cái phần đầu thì trả lời khá tốt, nhưng mà phần thứ hai em chưa có giải thích. Tự nhiên em lòi ra không có ý nghĩa. Mà ý nghĩa thứ hai em không có nói gì tại sao lại là phải khứ trừ nhiệt tà ở trên Dương Minh. Khứ trừ nhiệt tà ở kinh Dương Minh mà không phải là khứ trừ nhiệt tà ở 12 như đường kinh. Dạ, dạ thầy cho em trả lời lại là khứ tà chủ yếu nhiệt kinh Dương Minh là có thể là kinh Dương Minh nó là có nhiều khí nhiều huyết, nếu nhiệt tà kinh Minh nhiều nó có thể là tổn hao tăng dịch khí huyết ở đây, mà từ đó làm cho căn mạch khí nó giảm sút khí huyết, mà khí huyết không đủ để nuôi dưỡng căn cơ nữa. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nhấm máy gì 42? Dạ, nhấm 7 ạ. Rồi, nguyên tắc điều trị của chúng ta là đối với bệnh nghi chứng, người ta có cái câu rất nổi tiếng là trị nghi giả độc thủ Dương Minh. Không? Có nghĩa là điều trị nghi chứng, độc là duy nhất, có thủ là lấy, thủ là lấy. Thủ tôi hán biệt có nghĩa là lấy. Duy nhất lấy kinh Dương Minh để điều trị là được. Còn trị ni chứng chỉ cần duy nhất trị vào kinh Dương Minh là được. Đó là ý nghĩa câu này. Tuy nhiên đây là sự nhấn mạnh, không phải chỉ duy nhất chữa kinh Dương Minh. Chúng ta đã biết bệnh nó là liên quan tới nhiều tạng phủ, nhiều kinh lạc. Đó, nó theo khí huyết tân dịch mà nó gây ra bệnh, đi hết tất cả toàn thân, và cuối cùng nó tập trung ở chỗ cân nhục của tứ chi mà nó gây bệnh. Cho nên chữ độc thủ ở đây không phải là duy nhất, mà nên hiểu đó là cách nhấn mạnh, tức là người ta nhấn mạnh cái độ quan trọng. Anh muốn trị cái gì trị, nhưng mà anh phải tập trung trị vào cái kinh Dương Minh. Không, anh tập trung về Dương Minh, anh dùng thuốc cũng tập trung dùng thuốc dẫn vào kinh Dương Minh. Anh châm cứu cũng tập trung lựa các huyệt trên kinh Dương Minh. Đó. Anh xoa bóp cũng lựa vào, tập trung vào các đường kinh Dương Minh. Đó. Tức là người ta nhấn mạnh, giống như bạn nãy nói, người ta nhấn mạnh cái tầm quan trọng của kinh Dương Minh, cũng như là phủ Dương Minh. Kinh Dương Minh và phủ Dương Minh trong quá trình điều trị nghi chứng. Đó. Thì cái sự nhấn mạnh này nó có hai nghĩa. Đó. Nghĩa thứ nhất là người ta nhấn mạnh là điều trị bổ, tập trung bổ vào kinh và phủ Dương Minh. Thứ hai là tập trung vào tả, tả nhiệt tà cũng tại kinh Dương Minh là chính. Có bổ, có tả,
nhưng mà tập trung vào kinh dương minh, nhấn mạnh chứ không phải là chỉ duy nhất chỉ chọn cái kinh dương minh để điều trị, mà chúng ta cũng có thể phối hợp thêm điều trị ở nhiều nơi khác, nhưng mà nhấn mạnh cái tầm quan trọng của kinh dương minh. Thế thì mới coi cơ sở lý luận tại sao người ta ưu tiên là nhắm vào bổ ở dương minh phủ, bổ dương minh phủ, không? Dương minh chúng ta có túc dương minh vị, chúng ta có thủ dương minh đại trường, tỳ vị thì quan hệ biểu lý trong quá trình vận hóa. Thì rõ ràng chúng ta thấy tỳ vị phối hợp với nhau để vận hóa sinh ra khí huyết tân dịch, đại trường cũng nằm trong hệ thống tiêu hóa, nó cũng có trường ở đây, không nhất thiết là đại trường, xin lỗi, trường ở đây là nguyên đường ruột, tiểu trường, đại trường nói chung. Trường đến đây nên hiểu là nó nguyên đường ruột. Thì tại tiểu trường cũng có sự tái hấp thu, tại đại trường cũng có sự tái hấp thu. Tiểu trường thì nó tái hấp thu dịch và khí huyết, tới đại trường thì nó tái hấp thu tân. Không, chúng ta xem lại cái sinh lý, xem lại cái lý luận cơ bản, chức năng của đại trường và tiểu trường, toàn bộ ở chỗ này nó đều xảy ra quá trình vận hóa, tái hấp thu lại cái dinh dưỡng. Cho nên là chúng ta nhắm vào cái dương minh phủ là nhắm vào tỳ vị và trường, có nghĩa là chúng ta phải bổ, chúng ta phải bổ, dùng các thuốc nào đó để bổ bích, để kích thích chức năng vận hóa của tỳ vị và đại trường, tiểu trường cho nó tốt lên, kích thích nó. Thì ở đây người ta chủ yếu là đang nói tới tỳ vị nhiều hơn, tỳ vị nhiều hơn, bởi vì nó là cái nguồn sinh ra khí huyết, nó là hậu thiên di bản, nguồn sinh ra khí huyết. Cho nên nói là một cách ngắn gọn, bổ ích hậu thiên, nhắm vào cái thủ dương minh, xin lỗi, nhắm vào cái dương minh phủ, chính là ích vị dưỡng âm, kiện tỳ ích khí. Ích vị dưỡng âm, kiện tỳ ích khí, chúng ta làm mạnh chức năng vận hóa của tỳ vị, chúng ta bổ huyết bổ âm, bổ huyết bổ âm. Thế thì tại sao lại chọn vào tỳ vị nữa? Lý do thứ hai tại sao lại cũng chọn vào tỳ vị là bởi vì tỳ vị thì nó chủ cơ nhục, nó liên quan tới cơ nhục, đường kinh nó ra tứ chi cơ nhục, mà chúng ta cần là cần nuôi dưỡng khí huyết tân dịch ở cơ nhục. Cho nên khi mà chúng ta thúc đẩy được sinh ra nhiều khí nhiều huyết, thì khí huyết này nó sẽ đi theo đường kinh của tỳ vị mà nó ra được tứ chi để nó nuôi dưỡng cơ nhục lại. Vì vậy mà nãy bạn cũng có nói một câu là kinh dương minh, kinh dương minh, đường kinh dương minh là kinh đa khí đa huyết. Bởi vì đường kinh này nó trực tiếp nó nhận khí huyết tân dịch từ tỳ vị và từ đại trường tiểu trường, nó trực tiếp nó nhận trên đa khí đa huyết, và nó lại kết nối trực tiếp với tứ chi, rồi nó sẽ ra được tứ chi để nuôi dưỡng được cân cơ, cơ nhục để giúp cho hồi phục. Ý thứ hai là nếu mà nguyên nhân này do nhiệt tà, không, lưu ý là nguyên nhân gây ra nuôi chứng không phải là chỉ có phế nhiệt tân thương, không phải chỉ có thấp nhiệt, nó còn có liên quan tới can thần khuy tổn hay là tỳ vị phi hư, nó liên quan tới hư chứng đơn thuần không có nhiệt tà. Cho nên nếu mà bệnh này xuất phát từ vấn đề nhiệt tà, thì ý thứ hai phải chú ý là tập trung khứ trừ nhiệt tà tại kinh dương minh, tập trung khứ trừ tại nhiệt tà kinh dương minh, có thể là dùng thuốc để trừ nhiệt tà toàn thân, nhưng mà tập trung trừ nó ở kinh dương minh, tập trung dùng phương pháp so bóp châm cứu tả nhiệt tà ở kinh dương minh là chủ yếu. Bởi vì là nó trực tiếp nó nói với tứ chi cơ nhục, cho nên bệnh mà nó diễn tiến theo hướng là nó thiêu đốt khí huyết tân dịch ở tại tứ chi, thì dĩ nhiên nhiệt tà nó sẽ nằm ở kinh dương minh nhiều hơn so với những chỗ khác. Thành ra chúng ta phải tập trung khứ trừ ở đây để đừng cho nó tiếp tục tổn thương khí huyết tân dịch tại tứ chi. Còn những chỗ khác chúng ta có thể hỗ trợ thêm khứ trừ nhiệt tà. Bệnh của chúng ta đây đang bàn về lưu chứng, dĩ nhiên là những cái chỗ khác nó cũng bị tổn thương, nhưng mà cái cấp thiết là phải khứ trừ nhiệt tà tại kinh dương minh.
Trên cái lý luận trị giả, trị ni giả độc thủ dương minh, thì ý muốn nhấn mạnh, hay tóm lại là ý muốn nhấn mạnh là phải chú trọng vào dương minh phụ và dương minh kinh. Dương minh phụ ở đây ám chỉ là cái tỳ vị và đại trường tiểu trường. Kinh dương minh, đa khí đa huyết, chúng ta nhắm vào đó. Và cái ý thứ hai là phải khứ trừ nhiệt tà ở dương minh phủ và dương minh kinh, để cho nó đừng đi theo đường kinh dương minh đến thiêu đốt tứ chi cơ nhục nữa, ngăn chặn không cho tiếp tục làm tổn hại mà dẫn đến nguy chứng. Thì đó là cái lý luận của trị ni giả độc thủ dương minh. Câu số 14, phân tích triệu chứng thể phế nhiệt tân thương gây ra nguy chứng, cho biết pháp trị. Bài thuốc đại biểu phân tích sự phù hợp của bài thuốc đối với hội chứng. Chúng ta sẽ cho cơ hội câu này là cho y học cổ truyền 32. Mời y học cổ truyền 32. Em có quyền trả lời lại anh thầy. Rồi. Dạ rồi. Dạ vậy em xin trả lời câu số 14. Triệu chứng của ni. Em không có đọc câu hỏi lại nha thầy. Em không được câu hỏi, em có trình bày không? Dạ em là triệu chứng của ni chứng là đột nhiên yếu liệt, triệu chứng của phế là ho khan, triệu chứng của nhiệt là sốt, da khô bứt rứt, miệng khát, họng khô, tiểu ngắn đỏ, đại tiện táo bón, lưỡi đỏ, rêu vàng, mạch tế xác. Còn pháp trị là em dùng là thanh nhiệt dẫn phế, nhu dưỡng cân mạch. Em dùng pháp trị dị diệt vì có triệu chứng của nhiệt. Khoan khoan, bây giờ triệu chứng của em là em nói lại chậm chậm coi, em phân tích lại coi. Dạ, triệu chứng của phế là ho khan, triệu chứng của nhiệt là sốt, da khô bứt rứt. Ho khan ở trong này thì thấy chữ ho khan rồi, lỗi tại chữ nó hơi nhỏ. Dạ. Em trình bày tiếp thôi này. Triệu chứng này của phế, rồi triệu chứng sao nữa? Dạ, triệu chứng của nhiệt là sốt, da khô bứt rứt, miệng khát, họng khô, tiểu ngắn đỏ, đại tiện táo bón, lưỡi đỏ, rêu vàng, mạch tế xác. Rồi triệu chứng của tân thương, tổn thương tân dịch. Dạ, triệu chứng của ni chứng là triệu chứng của tổn thương tân thương nè, tân dịch bị tổn thương. À, tân dịch bị tổn thương là bệnh nhân có sốt, da khô. Da khô, miệng khát, họng khô, bứt rứt, rêu vàng, tiểu ngắn đỏ, đại tiện táo bón. Đây dạ là biểu hiện của tân dịch nó bị tổn thương. Rồi tiếp tục phân tích sự phù hợp của pháp trị. Dạ, pháp trị thì anh Diệp là thanh nhiệt dẫn phế, nhu dưỡng cân mạch. Vì ở bệnh nhân này có triệu chứng của nhiệt và triệu chứng của phế, thì triệu chứng của ni nên em dùng nhu dưỡng cân mạch. Phương dược thì em dùng thanh táo củ phế than gia giảm. Là em trì vì cam thảo sinh tân, vì có sốt mất tân dịch, ít khí thì để nuôi dưỡng cơ nhục, dưỡng âm. Vì có âm hư sinh âm, bệnh nhân này có nội nhiệt nhiều và âm hư thì sinh nội nhiệt, cho nên em dưỡng âm. Còn bổ chung là bổ tỳ gì để sinh ra tân dịch, khí huyết để nuôi dưỡng gân mạch cơ bắp, cho nên em dùng bổ chung sinh thạch cao tan diệp khổ hạnh nhân họ hỏa ma nhân. Thì em dùng là tuyên phế thanh nhiệt nhận táo gián nghịch. Tuyên phế bệnh nhân này có ho thanh nhiệt thì bệnh nhân này có triệu chứng của nhiệt, nhận táo thì bệnh nhân này có triệu chứng của táo, cho nên em dùng nhận táo táo bón gián nghịch. Còn tỳ bá diệp a dao hồ ma nhân sao thì em nhận phế tư âm, vì bệnh nhân có ho triệu chứng âm hư sinh nội nhiệt, nên em tư âm thanh táo. Thì bệnh có nóng nên em thanh táo, có sốt nên thanh táo. Em xin hết ạ. Hồi nãy em không có giải thích từ gián nghịch hả? Lý do tại sao có gián nghịch? Dạ, bệnh nhân này có triệu chứng của ho mà ho nhiều, cho nên khí nội nghịch lên trên, cho nên em dùng gián nghịch. Phế khí nghịch, ho là biểu hiện của phế khí nghịch. Dạ.
Chúng ta thấy đây là thể phế nhiệt phân hương trong bệnh ni chứng, cho nên bệnh nhân này là có biểu hiện của bệnh ni chứng, đó là tay chân nó bị yếu liệt, nó đột nhiên nó bị yếu liệt, đó là bệnh của ni chứng. Cho chúng ta coi làm sao xác định cái thể thể này có nguồn gốc liên quan tới phế mà nó có bị nhiệt tà, nó thiêu đốt phế thành ra nó mới dẫn đến bệnh ni chứng. Thì triệu chứng của phế ta có triệu chứng ho là triệu chứng của phế, triệu chứng nhiệt là sốt, sốt bệnh này đầu tiên có sốt chứng tỏ là có cảm nhiệt tà, nhiệt tà nó thiêu đốt phế và nó làm tổn thương tân dịch. Thì các triệu chứng của tổn thương tân dịch khá nhiều, từ da khô, bức tức, miệng khá, họng khô, tiểu ngắn đỏ. Ở đây tiểu ngắn đỏ lưu ý không phải là tiểu ra máu, nó là do tiểu vàng sậm, tân dịch nó bị cô đặc, nó tiểu vàng sậm. Rồi đại tiện táo, mạch sát của nhiệt chứng, rêu vàng của nhiệt chứng. Thành ra chúng ta đã thấy được đây là rõ ràng là thể phế nhiệt phân hương. Trị pháp thì chúng ta có nhiệt thì thanh nhiệt, nhiệt nó tổn thương phế, nó làm hao âm của phế, cho nên dùng pháp nhuận phế, nhuận phế để chữa cái tình trạng mà phế âm nó bị tổn thương. Rồi cân cơ nó bị thiêu đốt mà nó dẫn đến yếu liệt, cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cân cơ, nó lại nuôi dưỡng cân mạch. Ở đây bạn nói là cam thảo sinh tân dịch, thì cam thảo không có sinh tân dịch đâu. Cam nhuận tức là ngọt và nhuận ở đây tức là nó hơi ẩm á, nó ẩm ướt, tức là những cái vị thuốc này nó có vị ngọt và tính của nó là ẩm ướt, nó không phải là thuốc khô, thuốc nó ẩm, cho nên nó sẽ có tác dụng là tạo ra nước sinh ra tân. Nhân sâm thì nó ít khí, vân vân. Thì cái này chúng ta sẽ học nhiều hơn về phần thuốc. Ở đây chủ yếu là coi các bạn phân tích sự phù hợp thì bạn giải thích tại sao sinh tân, tại sao ít khí, tại sao bổ trung thì nghe nó cũng hợp lý. Lưu ý ở đây một chút, ở đây có dùng hỏa ma nhân. Hỏa ma nhân là thuốc nhuận trường. Hồ ma nhân sao tức là vần đen cũng là thuốc nhuận trường, có sử dụng thuốc nhuận trường. Tỳ bà diệp là thuốc chữa ho, nó hợp với triệu chứng ho nhưng mà nó tẩm mật ong là nó sẽ có thêm tính nhuận nữa, nó cũng sẽ có thêm tính nhuận trường. Thành ra ở đây có sử dụng cái sự nhuận trường, sự nhuận trường thì có thể là người ta đang muốn loại trừ cái nhiệt tà theo đường đại tiện. Đó. Mặc dù là cái nhiệt tà nó xâm phạm ở thượng tiêu, ở cái thượng nguồn của tân dịch. Đó. Tân dịch nó có thượng nguồn chính là ở phế, còn trung nguồn nó nằm ở tỳ vị và hạ nguồn nó nằm ở thận. Ba cái này là ba cái cửa ra vào của nước trong cơ thể. Đó, người ta có thể là dùng các thuốc nhuận trường để mục đích là loại bỏ cái nhiệt tà từ thượng nguồn, lôi nó xuống hạ nguồn và đẩy nó ra ngoài. Ở đây có sử dụng thêm thuốc nhuận trường. Đây là triệu chứng của thể thấp nhiệt tẩm dâm gây ra nữ chứng, cho biết cái sự phù hợp giữa pháp trị bài thuốc. Câu này mời học cổ truyền 42. Dạ thầy, thì nghe thấy em chưa vậy thầy? Nghe rồi, em hãy mở phần. Tôi xin đại nhiệm nhóm 10 lớp y học cổ truyền 42 trả lời câu hỏi số 16, phân tích triệu chứng cơ thể thấp nhiệt tẩm dâm gây ni chứng, cho biết pháp trị bài thuốc đại biểu, phân tích sự phù hợp của bài thuốc đối với hội chứng bệnh. Dạ thầy, thể thấp nhiệt tẩm dâm gồm các triệu chứng như là tứ chi mềm nhão, dạ thấp nhiệt xâm phạm vào cân mạch cho nên là tứ chi, cho nên là cơ nhục không có sức, cho nên là mềm nhão, thân thể nặng nề hoặc hơi phù tê, đặc biệt là ở những chi dưới là thấp tà thấm ra ngoài cơ bắp nên thấy tê dại, và thấp đó thấm ra ngoài cũng gây nên là hơi phù, thấp nhiệt uất ở tại dinh vệ nên cơ thể là đôi lúc thấy nóng. Nếu mà dinh vệ bị thấp nhiệt uất tại dinh vệ quá nhiều thì là có thể gây cả sốt toàn thân. Thấp nhiệt tẩm dâm chủ yếu là thấp nhiệt tại có thấp nhiệt tại tỳ vị cho nên là trung khí ứ trệ, ngực bụng lúc này đầy tích, và thấp nhiệt thì
thấp nhiệt có chỉ có xu hướng dồn xuống dưới thì gây ra nước tiểu vàng, tiểu ít, tiểu gắt, hay còn triệu chứng là tiểu gắt đỏ. Về lưỡi thì là lưỡi bẹo rêu vàng dơ là của thấp nhiệt. Còn mạch tế sát và nhu thì là của thấp nhiệt chứng. Về mạch nhu và tế là biểu hiện của thấp, còn mạch sát là biểu hiện của nhiệt. Dựa vào triệu chứng thấp và nhiệt đều nặng thì mạch nhu, tế và sát cùng xuất hiện. Về trị pháp thì là vừa có thấp và nhiệt cho nên là thanh nhiệt táo thấp, vừa có tiểu ngắn đỏ thì là thông lợi, vừa có tứ chi mềm nhão thì là cân mạch. Về phương dược thì là gia vị nhiều dự tán, gồm hai vị đó là hoàng bá và thương trực. Với hoàng bá thì có vị thuốc thân khổ và ôn, trực tiếp đi xuống vùng trung tiêu, chủ yếu là dừa táo thấp và cường tỳ vị. Về thương trực thì là thuộc nhóm hóa thấp trọng, với là khổ hàn gián nhập vào kinh can thận, trực tiếp thanh trừ thấp nhiệt ở hạ tiêu và đưa nhiệt đó đi ra bằng đường tiểu. Dạ thầy em xin hết. Em kéo lên xíu không? Dạ ở đây thầy. Bệnh nhân này có phù. Dạ. Thấp thì nó có tính trọng trọc, nó làm cho sinh ra cảm giác nặng nề. Nhưng mà nếu mà phù thì không phải là thấp nữa. Cái này thấp nó đã diễn tiến thành thủy rồi. Phù là triệu chứng đặc trưng của thủy chứ không phải thấp. Hoặc là thủy hoặc là ẩm. Ẩm cũng có thể dẫn đến phù, nhưng mà không còn mức độ thấp. Cần để ý kỹ là thấp chỉ mới là cái một giai đoạn đầu tiên của thủy thấp đàm ẩm thôi. Nó chỉ là mầm móng của chất dơ trong cơ thể, nó chưa đủ để sinh ra phù đâu. Cho nên thấp mà nó tụ lại nhiều, nó tạo thành thủy, thì thủy mới thoát ra ngoài mạch mà vẫn nằm ở trong cơ phù, cho nên mới sinh ra phù. Sốt là do thấp nhiệt quất vào dinh vệ, thấy cơ thể nóng, ngực bụng trung khí ứ trệ. Nó có một đặc điểm như thế này, ngực bụng đầy tức hay còn gọi là hung phúc bỉ mạn, còn gọi là hung phúc bỉ mạn. Hung là ngực, bụng là phúc, đầy tức bỉ mạn, trong đó dính tới chữ bỉ. Trong môn bệnh người ta rất chú trọng chữ bỉ. Một khi có chữ bỉ tức là đã có thủy thấp đàm ẩm, có thủy thấp đàm ẩm. Thì có người thì nói là thấp cũng có thể gây bị chứng, có người nói là đàm mới có thể gây tới bị chứng, nó cũng chưa có ngã ngũ về đâu. Cho nên dù là thủy thấp đàm ẩm hiện nay vẫn có thể chấp nhận điều có thể gây bị chứng, nó gây ở phía sau cái vùng ngực có cảm giác như cái gì đó nó nghẹt nghẹt, nó chèn ép. Thì ngực bụng đầy tức này chính là do nó thấp tà hoặc là thủy tà. Ở đây nó làm ngăn trở khí cơ, cái sự lưu thông khí cơ ở vùng ngực bụng, mà nó dẫn đến là trung khí ứ trệ giống như nói tức là cái khí của tỳ vị nó không lưu thông được, nó bị ứ tích lại, nó sinh ra cảm giác đầy tức ở phía sau ngực bụng. Tiểu gắt đỏ thì giống như em nói là thấp nhiệt này nó đã rót xuống tới đường tiểu rồi, nó rót xuống bàng quang, thành ra nó tạo ra cái dấu hiệu của tiểu vàng ít sậm màu, đỏ đây là sậm màu. Và lưu ý chữ gắt ở đây nó hơi nửa này nửa nọ, có thể là không đau hoặc có thể đau, mình cũng không dám chắc lắm. Nếu mà nó là đau, theo nghĩa đau, tiểu gắt đỏ ở đây tức là tiểu mà vừa sậm màu mà vừa hơi rát đau là nó đã có hiện tượng viêm. Mà có hiện tượng viêm theo y học cổ truyền thường là thấp và nhiệt kết hợp, thấp và nhiệt kết hợp nó sẽ gây ra hiện tượng viêm. Cho nên khả năng rất cao ở đây là bệnh nhân tiểu nó rát đau, nó không những sậm màu nó còn hơi rát đau, nó đã có tình trạng hơi viêm ở bàng quang. Ở đây lưỡi bẹo, thấp nhiệt không gây bệnh lưỡi bẹo. Rêu vàng là của nhiệt, rêu dơ là của thấp, nhưng mà lưỡi bẹo không phải là thấp nhiệt. Tỳ vị. Thế em nghĩ lưỡi bẹo ở đây tại sao? Tỳ. Dạ thầy em nghĩ
thầy làm gì không ra thầy. Tùy chủ cơ nghiệp thôi. Đi học của trường 32 có ai giải thích được cơ chế sinh ra lưỡi bèo không? Dạ thưa thầy, em nghĩ là do tùy chủ cơ nhục tứ chi, mà khi tùy không có chức năng bị suy giảm thì dẫn đến cơ nhục tứ chi bị yếu mềm và có thể không chắc, không săn chắc, phải không thưa thầy? Dính dáng gì tới lưỡi bèo? Lưỡi bèo tức là lưỡi nó hơi phù lên, lưỡi nó mở ra và nó hơi to ra, thì cơ chế nào mà dẫn tới lưỡi bèo? Ta trả lời được câu này, lấy điểm cho nhóm. Heo hay là thịt bò cũng được, nhất là các bạn nữ mà người ta bơm nước vô thì em thấy nó phập phèo đó, gọi là cái lưỡi bèo. Bơm nước vô là bắt đầu màu sắc nó hơi nhạt xuống, cái thứ hai nữa là nó phình ra và nó bở bở, ấn cái thấy nó thủng xuống một cái. Lưỡi bèo nó dễ tạo ra, có dấu răng lắm. Lưỡi bèo có dấu răng nó hay đi chung. Trên cơ chế của lưỡi bèo chính là có sự tràn thủy dịch lên dùng lưỡi. Có sự tràn thủy dịch lên dùng lưỡi. Mà nãy chúng ta nói là nếu mà bệnh nhân có phù thì lưỡi nó sẽ bèo. Bởi vì thấp nó đã tụ lại thành thủy và nó tràn ra cơ phù thì nó gây phù, và nó tràn lên lưỡi thì nó tạo ra lưỡi bèo. Chứ lưỡi bèo không dùng để chẩn đoán thấp nhiệt đâu. Ca này nếu mà lưỡi không bèo thì vẫn là thấp nhiệt chứng. Còn có lưỡi bẹo thì nó tiến thêm là thấp, nó đã hình thành lên thủy rồi. Trị pháp thanh nhiệt táo thấp thông lợi cân mạch. Thanh nhiệt táo thấp thì chúng ta là thấp nhiệt thì thanh nhiệt táo thấp, thông lợi cân mạch ở đây. Từ thông lợi cân mạch ở đây nó có thể hiểu theo hai nghĩa. Một nghĩa là thông lợi cân mạch, một nghĩa là thông lợi cân mạch tức là giúp cho cái cân mạch nó được khí huyết lưu thông thuận lợi, nó đưa khí huyết ra, nó nuôi dưỡng cân mạch của tứ chi cơ nhục nhằm phục hồi cái yếu liệt. Nhưng mà có thể hiểu theo nghĩa thứ hai, thông lợi là một cái, cân mạch là một cái. Thông lợi ở đây tức là thông lợi bàng quang khí hóa, thông lợi bàng quang khí hóa. Bởi vì ở trên chúng ta có vấn đề bắt đầu là nó có thấp nhiệt nó rót xuống hạ tiêu, nó gây ra viêm đường tiểu. Thành ra nếu mà chúng ta muốn rửa cái đường tiểu cho nó sạch, loại trừ thấp nhiệt đường tiểu, cũng có thể gọi là cái trị pháp là thông lợi, giúp cho tăng số lượng nước tiểu, lợi tiểu để rửa đường tiểu cho nó sạch. Ở đây dùng bài nhị diệu tán mà dùng hoàng bá để trừ thấp nhiệt. Nó là thuốc thanh nhiệt táo thấp mà trừ thấp nhiệt ở trung tiêu là không ổn. Em đọc ở đâu ở trung tiêu vậy? Giáo trình viết trung tiêu hả? Dạ. Hoàng cầm là thượng tiêu, hoàng liên là trung tiêu, hoàng bá là hạ tiêu. Đều đọc lộ rồi. Nó hạ tiêu. Nó chữa thấp nhiệt nó hạ tiêu, tức là nó chữa ở vùng dưới đó. Chữa thấp nhiệt nó hạ tiêu. Thương trực nó cũng có xu hướng đi xuống á. Thương trực nó có tính trọng trọng, nó không có giống như bạch trực, nó có xu hướng đi xuống. Cho nên là hoàng bá thương trực ở đây, thương trực là thuốc táo thấp hóa trọng, táo thấp hóa trọng thì nó có xu hướng đi xuống, hoàng bá xu hướng đi xuống, thì hai thuốc này nó hơi thiên về trừ thấp nhiệt nó hạ tiêu. Trừ thấp nhiệt hạ tiêu, thể chúng ta là thấp nhiệt tẩm dâm, mà thấp nhiệt á, thấp thì lại là âm tà, nó hay có xu hướng xâm phạm ở vùng dưới, xâm phạm ở vùng dưới. Cái nguồn xuất phát của bệnh nó là nó ở vùng dưới, rồi sau đó nó mới lan lên kinh dương minh, rồi nó mới thiêu đốt khí huyết tân dịch ở kinh dương minh, làm cho cân cơ nó bị teo rồi liệt mà dẫn đến đi chứng. Cho nên dùng hoàng bá với thương trực ở đây là mục đích là chữa cái bản nhắm vào hạ tiêu, trừ thấp nhiệt ở hạ tiêu là chính.
Tuy nhiên cái bài này chắc phải kết hợp thêm chứ không thể dùng có nhị diệu tán mà chữa cái thể này không. Trên lâm sàng chắc chúng ta còn phải kết hợp thêm thuốc nhắm vào chỗ tỳ vị. Đúng. Nãy chúng ta nguyên tắc rồi, chúng ta phải tập trung vào tập thủ dương minh mà. Chúng ta cần phải tập trung vào kiện tỳ, hòa vị, dưỡng âm, sinh khí huyết để thêm cái đó. Chúng ta phải thêm cái đó một chút mới được. Rồi mới kết hợp với nhiều diệu tán là chữa cái thấp nhiệt tại hạ tiêu, là cái nơi mà bắt nguồn của cái bệnh lý chứng này. Y học cổ truyền 42 nhóm mấy vậy em? Dạ em nhóm 10 thôi thầy, nhóm 10. Nhóm 10 thì cho 2 rưỡi. Có thể tỳ vị khuy hư gây ra lý chứng, phân tích sự phù hợp giữa bài thuốc và cái phương pháp trị với cái hậu chứng này. Hồi nãy là 42, câu mời 32, câu này chúng ta sẽ mời 32 phân tích. Y học cổ truyền 32. Học cổ truyền 32 tụi em hơi bị. Rồi, mời học cổ truyền 32 trả lời. Dạ. Dạ. Em xin trả lại là câu 18 ngon đó. Phân tích em có mở cái bên phòng mic của bên 42 chưa? Em có gia nhập phòng mic 42 mở mic với bên. Dạ, cái laptop của em mở không được cho nên chết rồi. Nãy giờ quên, không có để ý cái học cổ truyền 32. Nãy giờ những câu trả lời học cổ truyền 32, học cổ truyền 42 có nghe được không vậy Phúc? Triệu chứng sẽ cách tùy vị khu phi gây nghi chứng so với pháp trị bài thuốc đại biểu phân tích sự phù hợp của bài thuốc đối với hình chứng bệnh. Em phân tích cái triệu chứng là triệu chứng của nghi chứng là hai chân mềm yếu, là triệu chứng chung của nghi chứng. Triệu chứng về tùy vị là ăn uống kém, ăn không tiêu, triệu chứng đầy đại tiện phân lỏng. Còn cái triệu chứng khí hư là khí đỏ, tinh thần ủ rũ, mệt mỏi, tiêu chóng mẩu. Các chị là dùng kiện tỳ ích khí cho thể tỳ vị hư khi nên mình dùng kiện tỳ là tỳ khí, tỳ vị hư khi là khí hư, có triệu chứng khí hư nên ít khí phù hợp với thể sàng. Em dùng phương dược là xâm linh bạch trực tán gia giảm, xâm linh bạch trực tán gia giảm gồm có là nhân sâm, sinh bạch trực, sơn dược, bạch biển đậu, liên nhục. Cái vị thuốc này là dùng kiện tỳ để ít khí phù hợp với phép trị. Phúc linh ý dĩ kiện tỳ thẩm thấp phù hợp với các vị mà kiện tỳ cho tỳ nó chủ quận hóa và tỳ hư không quận hóa cho nên nó xanh có thấp lên để cùng thẩm thấp. Cần bì sa nhân hà vị lý khí. Đây là mình dùng thuốc bổ kiện tỳ, mình cần dùng thuốc lý khí để làm cho tỳ vị nó vận hóa tốt. Em xin hết. Khi học cổ truyền 32 nhóm mấy gì em? Em nhóm 8 này. 8, cho 3 điểm. Chúng ta để ý tay chân mềm mềm yếu là của lý chứng, triệu chứng của tỳ vị hư khuy, ăn ít, chán bụng, bụng trướng, tiêu phân lỏng.
Đây là triệu chứng của tỳ vị hư khuy. Và ngoài ra bạn còn thấy được thêm triệu chứng của khí đoạn, tinh thần ủ rũ mệt mỏi, triệu chứng của khí hư, triệu chứng khí hư. Mặc dù tên không hề không có cái vấn đề khí hư, nhưng mà chắc chắn nó sẽ thể ra khí hư. Chúng ta đã học lý luận rồi, cái bộ ba khí hư, huyết hư và tỳ hư là nó hay đi chung. Đúng. Bởi vì tỳ vị là nguồn sinh ra khí huyết, cho nên khi mà tỳ vị hư khuy sẽ không sinh ra được khí huyết thì thế nào nó cũng sẽ có triệu chứng của huyết hư và khí hư kèm theo, huyết hư khí hư kèm theo. Và ngược lại, nếu mà một bệnh nhân mà chúng ta phát hiện ra bệnh nhân có hội chứng khí hư nhiều rõ thì thế nào nó cũng kèm ít nhiều một vài triệu chứng của tỳ hư và huyết hư, nó luôn luôn là bộ ba. Nhưng em nói là rêu trắng mỏng là triệu chứng của khí hư là sai. Ở đây tụi em thử lè lưỡi mình ra coi rêu trắng mỏng, tụi em có bị rêu trắng mỏng hay không? Đa phần là tụi em rêu trắng mỏng hết. Tụi em là người bình thường mà, rêu trắng mỏng người bình thường. Rêu trắng mỏng đâu phải là triệu chứng của khí hư. Em người bình thường cũng gặp rêu trắng mỏng. Chừng nào rêu nó vàng, tức là nó hóa nhiệt. Rêu nó dày lên, tức là nó nhập lý. Còn trắng mỏng là người bình thường cũng có, hoặc là mắc bệnh thiệt nhưng mà